Tiên Võ Đế Tôn chấp 638. Nhìn nữ nhân trước mắt, Diệp Thần tự nhủ, trước kia chỉ nghe ngươi nói, hôm nay cuối cùng cũng thấy được người thật. Nữ tử thần bí lúc này bỗng nhiên xuất kiếm đánh về phía Thần Huyền Phong, bây giờ Thần Vương một đánh hai rồi. Thiên Thương Nguyệt nhìn cuộc giao chiến trước mắt cũng không khỏi cảm thán, nữ tử đó rốt cuộc có lai lịch gì, nàng ta mạnh quá. Thần Huyền Phong lúc này lấy một địch hai, một kẻ cái thế như hắn lúc này bị tên áo choàng tím cùng nữ nhân bí ẩn áp chế. Nữ tử tóc trắng dường như rất hiểu rõ Thần Huyền Phong, cũng dường như biết được mệnh môn của Phi Thần Quyết. Trước khi nàng ta nhảy vào giao chiến, nàng ta đã xóa lạc ấn thời không mà Thần Vương để lại ở phiến thiên địa đó, để Thần Vương bị quản chế khắp nơi. Ầm một tiếng vang lên, một vụ nổ do cuộc giao thủ của ba người xảy ra. Thần Vương bị nữ tử tóc trắng chém trúng một nhát kiếm, vì là vết thương do Chu Tiên kiếm gây nên, vì thế vết thương cũng khó mà có thể lành lại. Nhìn thấy sự cường hãn của thanh tiên kiếm trước mắt, trong lòng của Diệp Thần tự hỏi, đó là Chu Tiên kiếm mà Long Gia nhắc tới sao? Bỗng đế ngọc từ trong túi trữ vật của Diệp Thần tự động bay ra, mà chưa được thông qua triệu hoán. Đế ngọc này từng là cổ ngọc khảm trên một đế binh, mà trên đế binh đó lại bị Chu Tiên kiếm chém gãy, cũng khó trách nó lại thù địch Chu Tiên kiếm như vậy. May mà bất luận là Chu Tiên kiếm hay đế ngọc thì đều chịu sự áp chế của lực lượng thần bí trong đại sở. Nếu không với Chu Tiên kiếm có thể chém gãy đế binh thì một nhát của nó đủ để giết Thần Huyền Phong. Các người mau nhìn, Thần Vương nhìn trông có chút kỳ lạ. Đúng thế, ánh mắt của hắn trống rỗng, không có tinh thần. Các người phát hiện rồi à, khi Thần Vương đối đầu với nữ tử tóc trắng đó, hình như có hơi mông lung mơ hồ. Giống như kiểu tuy không nhớ nàng ta là ai nhưng trực giác không muốn tổn thương nàng ta. Những điều đó không quan trọng, điều quan trọng là tại sao Thần Vương lại xuất hiện ở đây? Tại sao hắn lại nhắm vào người mặc áo choàng tím, nữ tử tóc trắng đó rốt cuộc là ai? Nàng ta có liên quan gì với người mặc áo choàng tím? Diệp Thần đang quan sát trận chiến thì bỗng phát giác ra cái gì đó. Khi hắn nhìn về một phía thì thấy Diệp Tinh Thần cùng với Tinh Nguyệt Thánh Nữ bay tới. Nhìn thấy người tới là Diệp Tinh Thần cùng với Tinh Nguyệt Thánh Nữ, Diệp Thần cũng có chút hơi bất ngờ. Không đợi Diệp Thần mở lời, Diệp Tinh Thần nên tiếng trêu đùa, ta nói ngay mà, nơi náo nhiệt sẽ luôn có bóng dáng của ngươi. Diệp Thần vui vẻ hỏi đám người Diệp Tinh Thần, sao ngươi lại ở đây? Diệp Tinh Thần cùng với Tinh Nguyệt Thánh Nữ ôm lấy nhau mà nói, he he, đương nhiên là đi nghỉ tuần trăng mật rồi. Ta nghe nói phong cảnh của Thập Vạn Đại Sơn rất đẹp nên đưa nương tử tới ngắm nhìn. Không ngờ đi dạo một hồi, nhận thấy tiếng đánh nhau ở đây nên bọn ta qua xem náo nhiệt. Nhìn thấy hai người tình tứ với nhau trước mặt mình, mặt Diệp Thần bỗng đen lại, trong lòng tự nhủ, sao cảm thấy đột nhiên bị nhét cơm chó vào mồm vậy. Sau một hồi vui đùa, Diệp Thần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói với đám người Diệp Tinh Thần, nếu hai người đã tới rồi, vậy thì ta giúp một việc, gọi tất cả các cường giả có tu vi chuẩn thiên cảnh của thiên đình tới đây. Diệp Tinh Thần lúc này nhếch mép tự tin cười một tiếng nói, không ngờ nhỉ, ta đã truyền tin từ lâu rồi. Thấy Diệp Tinh Thần đã truyền tin về từ lâu liền nói với hai người Diệp Thần và Tinh Nguyệt Thánh Nữ mau rời khỏi chỗ này. Diệp Tinh Thần thấy mình bị Diệp Thần đuổi đi, liền lau cá tiến lên vui cười nói, đừng mà. Cảnh tượng lớn hiếm có như này, ta không muốn đi như vậy. Nhìn lại trận chiến của ba người, cả ba lúc này vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân, mặc dù Thần Huyền Phong có chút bị áp chế bởi sự hợp kích của hai người. Diệp Tinh Thần nhìn cuộc chiến của ba người, trầm ngâm lên tiếng, đó chính là Thần Huyền Phong nhỉ, thực lực của Thần Vương quả nhiên bất phàm. Đám người hoàng giả nhìn thấy đám người Diệp Tinh Thần tới đứng cạnh Diệp Thần trong lòng không khỏi chấn kinh, cắt đứt mối liên hệ giữa bản tôn và đạo thân ư. Bản tôn vậy mà cho đạo thân tự do, đây là cần bao lớn quyết đoán chứ. Bên này, Diệp Tinh Thần sờ lên cằm, có chút nghi hoặc nhìn Thần Huyền Phong mà nói, không đúng, ta cứ cảm thấy, hình như từng thấy Thần Huyền Phong ở đâu đó. Tinh Nguyệt Thánh Nữ đứng kế bên cũng cho ra một cảm giác tương tự, khéo quá, ta cũng vậy. Hai người nói chuyện, nhao nhao nhìn về phía Thần Huyền Phong cách đó không xa với một ánh mắt kỳ quái, trùng hợp là Thần Huyền Phong lấy một địch hai cũng nhìn lại, cùng ánh mắt của Diệp Tinh Thần và Tinh Nguyệt Thánh Nữ trong chớp mắt giao thoa. Thần Huyền Phong đang giao chiến trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ mờ mịt, sát kiếm đang huy động liên tục bỗng dừng lại trong một cái chớp mắt. Chỉ như vậy trong một chớp mắt, tên áo choàng tím huy động một kiếm đánh trực diện lên ngực của Thần Huyền Phong. Nữ tử tóc trắng cũng chớp lấy thời cơ, chém một nhát lên phía sau lưng của Thần Huyền Phong. Một màn này khiến cho đám người Diệp Thần cùng với đám người hoàng giả lơ ngớ không thôi, Diệp Tinh Thần còn bất giác cất lên một tiếng quốc túy, đù, sao hắn lại thất thần vào lúc này. Nguyệt Hoàng chi nữ Thiên Thương Nguyệt thấy một màn như này thì biểu cảm biến sắc, tỏ ra vẻ mặt lo lắng cùng với quan tâm. Nhìn thấy Thần Huyền Phong đang bị rơi từ trên không xuống, Thiên Thương Nguyệt vội bay tới đón đỡ Thần Huyền Phong. Sau khi đón đỡ được Thần Huyền Phong, Thiên Thương Nguyệt lúc này vận dụng linh lực của mình trị thương cho Thần Huyền Phong. Đám người hoàng giả thấy Thiên Thương Nguyệt tiến đến trợ giúp Thần Huyền Phong cũng bất ngờ không thôi, tại sao Thiên Thương Nguyệt lại giúp Thần Huyền Phong?
hắn không phải suýt nữa giết chết mẫu hoàng của nàng ta hay sao? Lẽ nào, nàng ta? Trong khi đám người hoàng giả còn đang hoang mang, thì tên áo choàng tím chớp lấy thời cơ, tụ trưởng vào trong lòng bàn tay đánh tới, trên miệng còn không nhịn được mà chế giễu một câu, hay cho một cặp tình chàng ý thiếp. Một kích này của tên áo choàng tím không đơn giản, ngay khi nó sắp đánh tới phía người của Thần Huyền Phong. Thì thấy Thiên Thương Nguyệt tiến tới phía trước người của Thần Huyền Phong đứng chắn lấy một chiêu này nhằm bảo hộ cho Thần Huyền Phong, bởi sau khi chịu thương thì Thần Huyền Phong dường như đã mất đi sức chiến đấu. Do chênh lệch về thực lực, Thiên Thương Nguyệt bị đánh lui lại về phía sau, không thể nào nhẹ nhàng ngạnh kháng một chiêu này. Nếu tên áo choàng tím còn tiếp tục ra tay thì Thiên Thương Nguyệt và Thần Huyền Phong rất có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây. Diệp Thần thấy Thiên Thương Nguyệt có mối quan hệ không đơn giản với Thần Huyền Phong liền muốn tiến lên trợ giúp, y lên tiếng với đám người hoàng giả, các người phong tỏa không gian, ta đi giúp bọn họ một tay. Sau khi dặn dò đám người Chu Thiên Giật xong, Diệp Thần tay cầm Xích Thiên Kiếm tiến vào bên trong vòng chiến, cùng nhau đối kháng với nữ tử tóc trắng và tên áo choàng tím. Dựa theo lời dặn dò của Diệp Thần, Chu Thiên Giật cùng nhìn về phía đám người hoàng giả khác lên tiếng, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Quay lại trận hỗn chiến của đám người Thần Huyền Phong, Diệp Thần giờ đây đã đánh vào, đồng thời ngăn chặn tên áo choàng tím đang có ý định ra tay với đám người Thần Huyền Phong. Nhìn đám người trước mặt, Diệp Thần nghiêm nghị tra hỏi Thần Huyền Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có ngoại hình giống y hệt ta? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.